chào các bạn. Các bạn thân mến, bây giờ là đã 23 giờ đêm và chúng ta vô cái nơi mà đã tổ chức cái hội thi và trưng bày cái sinh vật cảnh đó. Thì mình bắt gặp một cái thiên thập bay. Thiên thập bay này, đây, mình quay cho các bạn xem, đây là sợi dây xích. Nhưng mà sợi dây xích này là làm cái đế luôn ha, của một cái chậu. À, các bạn thấy không? Và cái cây này là cây bonsai, tên gọi là cây kim quýt. Bây giờ mình quay nhỏ lại cho các bạn nhìn nghe. Đang lơ lửng trong không trung. Đất rồi dây tương lai, tuổi xuân ta gấm say đời. Xa đất mình, xanh thắm màu xanh. Chứ có cái đế này các bạn. Trăng sáng đêm rằm, hoa càng thêm tỏa. Chậu này cũng độc đáo thiệt chứ. Chậu này nhìn giống như thiên thập bay trong vũ trụ lơ lửng. Lơ lửng mà không rơi. Để mình coi coi mình đặt cái gì đây. Bây giờ các bạn thấy đêm nay tại thành phố Sa Đéc, tại cái nơi trưng bày này, các cái cây này nó đẹp không? Đây một số nhóm người bạn mình đi nè, mình quay để kỷ niệm nha các bạn. Ca sĩ ơi, ca sĩ thấy các cái cây này sao ca sĩ? Nãy giờ chim ngưỡng thấy thế nào ạ? Đẹp. Đẹp phải không? Dễ dàng đây hả? Đây đang dễ dàng. Đẹp mãi giường hồng quê ta, phố hoa thơm ngát đồng bằng. Xa đẹp mình, đẹp mãi mùa xuân. Thấy nhóm bạn của mình soi nổi không? Đó. Đẹp quá. Hát cơ là gì? Thầy nó hát bích. Hát cơ hát bích. Nè có nè, hình như là có nè. Quay gần coi nó là cái chữ gì đây mà. Cái này nè, các con gì? Em đọc cho chữ này chữ gì nè. Rồi. Trời ơi, đêm nay lộng lẫy, lộng lẫy mùa xuân. Đúng rồi, cái cánh mai truyền thống của các bạn mình nó rất là đơn giản nhưng mà hay lắm. Năm cánh này. Phòng nổi tiếng xa giang, thành phố hoa xuân. Các bạn của mình đang mải mê bàn về các cái giải mà ban tổ chức đã chấm. Đây, bạn biết đây là bông trang, còn gọi là mẫu đơn. Đỏ cam bao đời ta cần lao, mẫu đơn vàng giao tay bắt lệ trào, là đức mẹ dòng tiền giang phù sa tô sáng hương hoa. Đẹp mãi giường hồng quê ta, phố hoa thơm ngát đồng bằng. Xa đẹp mình, đẹp mãi mùa xuân.
23 giờ mà còn xe chạy như thế này. Thành phố Sa Đéc vào xuân có khác. Nguyên một cái vườn bông trang. Thả xuống như thế này. Cái bình cũng rất là lạ. Trời ơi, các bạn rồi sao nét vậy ha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại nha. Chào các bạn.